Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Quý vị, hôm thứ Năm trong tuần vừa qua, một cuộc biểu tình rất sáng kiến do Liên đoàn Giáo viên tại thành phố Boston tổ chức. Hàng trăm giáo viên và các phụ huynh học sinh đã lái xe và bóp còi chạy trên các tuyến đường nằm trong khu vực thành phố Boston, kêu gọi Sở Giáo dục đình chỉ việc mở cửa trường và chỉ cho con em mình học online. Đây là một trong các sức ép từ phía giáo viên cũng như một số phụ huynh học sinh đang lo lắng về tình trạng đại dịch và sức khỏe cho con em của mình, cũng như những trách nhiệm liên quan đến bảo vệ sức khỏe của các giáo viên. Trên đường dây bên kia mà chúng tôi có cơ hội tiếp chuyện trong ngày hôm nay, đó là cô Thúy Nguyễn, giáo viên của trường công lập Boston, cô Stephanie Trần, nhà địa ốc tại thành phố Randolph và các vùng lân cận, và cô Minh Hạnh Barrett, chuyên viên điều phối dịch vụ can thiệp sớm tại Massachusetts. Trường Giang xin chào quý vị có mặt tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào Trường Giang và khán giả của đài SBTN. Xin chào Trường Giang and xin chào the audience of SBTN. Hello, anh Trường Giang. Hello, khán giả của đài SBTN. Rất vui và hân hạnh được tiếp chuyện với quý vị trong ngày hôm nay. Có lẽ là câu hỏi đầu tiên Trường Giang sẽ dành cho Stephanie. Đề tài nóng bỏng nhất hiện nay là phải nói đến việc khai trường. Theo Trường Giang được biết thì hai trong người trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay cũng có con em đang trong cái tuổi học tại các trường công lập tại tiểu bang Massachusetts. Cô Stephanie Trần là một người đã từng trực tiếp đối thoại cùng với Sở Giáo dục tại trường Randolph. Cô có thể nói thêm về những lần mà cô tiếp chuyện với trường, cô đã nêu ra những cái quan ngại gì và nhà trường đã trả lời như thế nào và đối với những câu hỏi của cô? Em thì em được mời làm việc chung với bà giám thị của thành phố Randolph là bà Tia Sovell. Thì bà bà rất là nice, bà rất là tốt và bà rất là quan tâm đến các em học sinh. Thì thật sự là em đã được mời vô làm việc với bà thì bà xưa nay là bà vẫn chú tâm về vấn đề mà làm cho thành phố được tiến triển tốt hơn và những cái mà cần thiết phải thay đổi theo thời gian đó. Khi mà họp với bà Tia Sovell đó thì em ra những cái ý kiến giống như là mình phải làm sao để mà phụ huynh cảm thấy an tâm để mà cho con em mình đi đến trường. Thì nói chung đó là bây giờ đã ra những cái cuộc họp đó thì xong rồi. Thì bây giờ ra những cái lựa chọn cho các phụ huynh đó là một là cho các con em ở nhà học online, hai là cái hybrid, có nghĩa là đi học 2-3 ngày vậy đó trong tuần. Thì cái đó là do phụ huynh lựa chọn, nhưng mà cái quá trình đó thì em cũng ra những cái ý kiến giống như làm sao để mà phụ huynh an tâm. Giống như mình đeo khẩu trang cho học sinh, học bao nhiêu tiếng, rồi xe bus thì làm sao. Những cái đó thì mình phải ra ý kiến. Tại vì bây giờ nếu như mà cá nhân á, thì theo như em thì nói thật thì em thì làm sao cũng được tại vì em làm ở nhà. Cho nên cái schedule của em nó dễ dàng, làm sao cũng được hết. Em thì chủ yếu là em vẫn hợp tác với lại trường học. Em nghĩ mình cũng nên làm như vậy tại vì bây giờ kinh tế, mình phải lo đến kinh tế. Thứ hai nữa là có nhiều người họ cần con em phải đi học, họ mới đi làm được. Nói thật thì mình thương nhưng mà mình cũng lo nó bị cái gì. Mình cũng lo đến công ăn việc làm tại vì có nhiều phụ huynh nếu như họ đi làm mà con em ở nhà đó thì họ sẽ bị cái vấn đề có thể mất việc. Cho nên nó cũng quan trọng. Cái nào cũng quan trọng thì em chỉ thấy cái đó là do mỗi một phụ huynh phải suy nghĩ cho kỹ rồi lựa chọn thôi. Thì cảm ơn Tiffany rất là nhiều. Bây giờ đến pha Mỹ Hạnh nha, tại vì biết Mỹ Hạnh đã làm việc trong cộng đồng cũng nhiều năm nay, là một chuyên viên xã hội giúp cho các trẻ em vượt qua các thử thách
phát triển các kỹ năng cần thiết trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Mấy anh có thể cho biết suy nghĩ của mình về việc con em đến trường vào giai đoạn này, nó có ảnh hưởng thế nào đối với tâm lý của các em? Trước hết là Mỹ Hạnh thấy là cái câu hỏi của Trường Giang là một câu hỏi hay. Chúng ta ai cũng nên suy nghĩ. Và rõ ràng cái điểm đầu tiên là rõ ràng là cái câu trả lời nó sẽ khác tùy theo trẻ, đúng không ạ? Và tùy theo cái trình độ học nữa, phải không? Mỗi cái lứa tuổi nó có những cái nhu cầu về sức khỏe tâm lý khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, đối với tất cả các độ tuổi thì trẻ em cần và rất là thích một vài cái điểm mà cái môi trường của trường học có thể cung cấp được, đó là cho sức khỏe tâm lý, đó là sự tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa. Khi đến trường đó thì trường học đã thiết lập ra được một cái thời khóa biểu mà trẻ họ đã quen thuộc và họ biết là những cái sự đòi hỏi đó nó rất là rõ ràng. Thầy cô cũng như là các giáo viên trong trường sẽ giúp cho trẻ nhận hiểu là có những cái consequence, có nghĩa là những cái kết quả nếu như mình không có làm A thì B sẽ xảy ra. Cái đó là những cái sự điều đặn hàng ngày mà tất cả các trẻ em đều cần để mà có thể phát triển tốt về mặt giống như là chú tâm để học hành. Thì cái đó là những cái khía cạnh tâm lý mà Mỹ Hạnh nghĩ là tất cả các học khu hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ và cả thế giới nữa, họ đều phải suy xét và họ phải cân đo coi là bây giờ đó là về giữa cái sự an toàn của trẻ và cái sức khỏe tâm lý của trẻ. Theo nhận định của Mỹ Hạnh thì nhà trường và phụ huynh cần phải làm gì trong giai đoạn này? Thứ nhất á, là quan trọng nhất là nhà trường và phụ huynh có cái cách để mà communicate, gọi là sao nè, gọi là mình liên lạc với nhau một cách rất là chặt chẽ, phải có cách để đối thoại và mình sẽ duy trì cái cách đối thoại đó. Làm sao để cho trẻ biết là oh my gosh, là tất cả mọi người đều on the same page, họ nói y chang như vậy và họ làm việc chung với nhau chặt chẽ. Phụ huynh và trường học có thể thiết lập ra những cái sự điều đặn đó và làm sao để mà lập khuôn lại ở nhà, tại vì cái đó là cái mà trẻ cần. Cảm ơn chị rất là nhiều. Tới Thúy Nguyễn, I think I'm going to speak to you in English because I know you're born and raised here in America. So you've been listening to my guests were talking about this, and I'm very excited to hear about your opinion about school opening this year. There's any different opinions flying around, but the teacher, what do you think about this school year? Yeah, this year will be like a learning year for everyone. It won't be the typical year. Everyone is afraid that their child is going to fall behind. But like Mihan said, it's all about relationship building or being able to break through those internet walls or even be able to establish that trust with parents. We as teachers want to make sure it's a safe environment, that we're fighting as a union to make sure it's virtual. I know that ideally being in a physical space will be easier for schedules, like Tiffany mentioned, but just being in two different Boston school buildings so far, I just know that the schools aren't equipped to handle an A-B schedule, and also not all the buildings have the same degree of nice facilities. So I think like knowing that our circulation isn't the best yet, we want to advocate that the buildings are safe and are fully equipped with people who can clean on Wednesdays, so that people are safe. Now, speaking of, you know, the school environment and the school start date, do you know what the current start date is? In other words, I just mentioned earlier in the program that there's a protest, and, you know, between the Boston Teacher Union and the superintendent.
So did the superintendent and the teacher union agree on the date of opening, and do they work on any process to work the date out in Boston? As far as I know, there's a lot of negotiation going around right now. You want to make sure that, you know, the buildings are ready and that there's sanitation areas where there's areas where kids can be able to take a breath or so. So we want like a later September in the early 20 date. So right now there is no solid date yet for start. Now, it's kind of a personal question for you that do you feel like carrying more responsibility besides being a teacher if the school opened this year? That doesn't mean that you have to think about the potential life in that situation if, you know, any particular school got hit by coronavirus. Well, I used to work with car insurance, and so I know it's a lot of liability there. Mm-hmm. And so for us, I know it's a public school is free and stuff, but for us to potentially, you know, harm a child, a lot of the students in my own school have multiple disabilities and they have autoimmune diseases. And for us to just overlook that population, however small it is, I think it's very unjust. So I think for me, I wouldn't want to carry that burden, even though I know that most kids might have a healthy immune system. I still wouldn't want to potentially harm a child or a family member. Well, absolutely. Particularly when you have to deal with it every day and there are hundreds of kids at a time where you don't know what happened at home or if they ever carry the coronavirus, right? But in your opinion, what is your choice of opening school? Like Tiffany mentioned before, between hybrid and, own time in school, in-person learning. What is your choice if you have one? There was a plan proposed by the BTU. It was a phased opening. So the first semester, it'll be like a 3-phase. First semester will be just virtual and we'll work on that relationship building. And then the second phase would be like a hybrid model. And then the third phase, hopefully by that time, there'll be a vaccine. It will be the full in-person learning, but definitely not one way or the other, but a phased learning would be best for me. Thank you very much and cảm ơn ba vị rất là nhiều đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Trường Giang hy vọng nhất là chị Mỹ Hạnh và Tiffany, tại vì hai vị có những người con đang tham gia trong các trường công lập tại thành phố Boston, sẽ sẵn sàng đối phó với những gì xảy ra trong tháng 9 và trong năm học sắp tới. Tại đó là một cái việc mà hiện nay tất cả các phụ huynh đều lo lắng, làm thế nào để cho con mình được an toàn khi đến trường. Nếu mà thường thì trong những năm về trước thì mình không thể lo về vấn đề này nhiều lắm, nhưng năm nay đặc biệt và có thể là những năm sắp tới nó sẽ có những chuyện xảy ra mà mình không thể nào đoán trước được. Thì một lần nữa Trường Giang xin cảm ơn các vị đã có mặt trong ngày hôm nay và một lần nữa xin kính chào quý vị khán giả của Đài VTN. Cảm ơn Trường Giang, xin chào. Thank you. Cảm ơn Trường Giang, xin chào Trường Giang. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.